Vũng Tàu á, mình cách ly y tế theo hướng dẫn của tỉnh Bà Rịa cũng như là y tế địa phương xã Phước Tân, thì mình được phép ra ngoài để review cho mọi người xem một vài quang cảnh xung quanh khu nhà mình ở. Mọi người đăng ký kênh Hiếu hãy ủng hộ cho mình nha. Đây là khu vực núi đá của xã Phước Tân. Chỗ này là người ta trồng mì cao sản. Còn đây là đậu xanh nè mọi người. Đậu xanh đó, người ta trồng để người ta thu hoạch. Ở đây là cuối mùa mưa rồi cho nên nó cũng vàng hết. Đây còn đây là bắp nè. Đây có hai chú đang đi tập thể dục. Cách đây 5 năm thì chỗ này cũng trồng bắp và đậu xanh luôn. Nhưng mà bây giờ người ta đô thị hóa rồi, người ta bắt đầu người ta làm cái xưởng gì đó ở dưới chân của núi lá đó, cho nên khúc này nó vẫn còn cây cối nè. Ở đây là núi lá nè, bây giờ người ta không có trồng bí nữa mà người ta trồng tràm rồi. Bên hông bên này của núi lá thì nó là cây điều. Sáng mai mà trời mưa rồi, nó kiếm đường đi thôi. Ở trên đỉnh này có cái cột mốc của quân đội nè. Mấy anh em mình cũng như là rất là nhiều lần lên trên đây để nhìn toàn cảnh của khu vực xã Phước Tân ra biển huyện Xuyên Mộc. Núi này có tên gọi là núi lá bởi vì người lớn kể rằng là trên núi này rất là nhiều cái cây lá rất là to để làm nón cũng như là có thể lợp nhà. Nhưng mà bây giờ thì nó còn một số cây trên đó thôi. Mình sẽ qua bên kia mình quay một cái cây lá đó cho mọi người cùng xem nha. Cây này nó mọc ở trên núi rất là nhiều cho nên người ta đặt cái núi đó là núi lá luôn. Người ta sẽ hái cái lá nó, người ta chùm nón hoặc là người ta lợp nhà. Một cái lá nó rất là to. Nếu mà tính từ cái đuôi lá ở đây ra tới cái đọt nó phải là 4 mét luôn á. Ở đây có cái mỏ đá nè mọi người, cho nên xe ben vô lấy đá rất là nhiều. Ở đây đất đỏ. Ở đây là khu vực của suối nước nóng Bình Châu nè. Rồi cách chỗ mình đứng là 20 km. Còn Hồ Cốc. Ở đây là núi ở sông Vinh nè. Có con đường đi ra biển Hồ Tràm đó, cách mình đứng là 8 km. Còn cái núi ở khu vực xa xa đây á, là núi ở Bà Rịa nè, cách mình tới 30 km lận. Chiếc cầu múc đá bị hư rồi, người ta để đây. Mình đang hướng ra cái cánh đồng người ta trồng lúa. Ở chỗ đây có một cái vườn trồng rau đẹp quá. Ở đây rất là nhiều loại cải, rau dền, hành lá. Mình ra Vũng Tàu rất là nhiều vườn nhãn. Tuy nhiên bây giờ là cuối mùa rồi, người ta cưa cành, thu hoạch những cái trái hết rồi, bây giờ người ta cưa cành nó lên những cái mầm non này. Khi người ta thu hoạch xong người ta phải cưa để nó ra cái tược non mới cho cái vụ mùa năm sau. Qua cái khu vực vườn tràm này là sẽ tới đồng ruộng, mình sẽ quẹo phải ở đây. Năm ngoái thôi thì chỗ này người ta trồng bắp hết, bữa nay người ta trồng chuối rồi.
núi đá ở xa xa đó. Đây những cái bắp người ta đang gieo lại nữa nè mọi người. Nó lên tầm khoảng 10cm rồi. Còn bên này là người ta cày đất để chuẩn bị xuống giống lúa mới. Đây là mương thủy lợi mà người ta dẫn nước vào ruộng để trồng lúa được quanh năm. Người làm nông đang xịt thuốc nè. Trên cánh đồng á, cách một khoảng xa xa có một cái bể xi măng mà người ta đúc để dành chứa những cái chai lọ bảo vệ thực vật á. Cây này là cây liễu hoặc là cây khuynh diệp mà người ta chiết xuất ra lấy cái tinh dầu á, làm dầu khuynh diệp á. Một cái lá mình vò vò ra, ngửi nó rất là thơm. Hái cái này á, mình trong cái vị mà mình xông hơi lá đó, rất là tốt luôn cho sức khỏe, để cảm á. Bây giờ mình qua cái chỗ người ta trồng bắp. Nồng bắp ở đây rất là lớn, tuy nhiên cái khu vực này hình như là nó không được tốt lắm. Đây là bắp nếp. Cũng đẹp đấy chứ. Sau khi mà mình hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và y tế địa phương xã Phước Tân thì mình mới được đi ra ngoài để quay review cho mọi người cùng xem một vài quang cảnh xung quanh nhà mình ở. Cảm ơn mọi người đã xem video, tiếp tục ủng hộ cho Hiếu Hoan Hỷ nha.